Xin chào các bạn đã quay trở lại với Surveys Việt. Mới đây một thông tin mới nhất cho biết, các nhà khoa học Nhật đã chính thức gắn một cơ bắp sống lên một ngón tay robot. Việc này ra dấu cho một kỷ nguyên công nghệ mới sẽ ra đời, kỷ nguyên cyborg. Ranh giới giữa con người và máy móc đang dần bị xóa nhòa. Công bố trên tạp chí Science Robotics tuần trước, các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Khoa học Công nghệ Đại học Tokyo cho biết họ đã tạo ra được một con robot lai sinh học Biohybrid kết hợp giữa máy móc và mô sống. Robot này có hình ngón tay và các khớp, nó có khả năng cử động để thực hiện một số tác vụ cơ bản. Mục tiêu của các nhà khoa học là tạo ra một bộ khung xương Biohybrid. Những bộ khung xương này có thể giúp ích cho nghiên cứu sinh học và thử nghiệm thuốc, tạo chi giả cho những người bị cắt cụt chân tay, hay thậm chí là những robot giống hệt sinh vật sống. Có vẻ như một tương lai đang thực sự nằm trên đầu ngón tay robot này. Sử dụng kỹ thuật in 3D, họ đã tạo ra một khung nhựa với các khớp và neo, cho phép đính và phát triển mô sống trên đó. Myoblast, một loại tế bào gốc, sẽ phát triển thành nhiều loại tế bào cơ khác nhau khi trưởng thành. Các tế bào này được nuôi kết hợp thành các tấm hydrogen rồi gắn vào neo trên khung xương. Giữa các tấm hydrogen có một số cấu trúc sợi giúp định hướng sự phát triển của myoblast. Các mô sống được điều khiển bằng điện cực. Mỗi khi có dòng điện chạy qua, mô bị kích thích có thể co lại, chuyển động cho hệ thống khớp robot. Một điều ấn tượng nữa với các bó cơ robot này đó là bằng việc được vận động với hai lực đối lập nhau, chúng không bị teo và tiêu biến như những gì xảy ra trong các nghiên cứu tương tự trước đây. Có thể hiểu các cơ này được tập thể dục. Hiện tại, ngón tay robot lai sinh học này chỉ thực hiện được một chuyển động duy nhất là gập lên gập xuống. Nó gợi nhớ hình ảnh ngón tay ma nhập đáng sợ của cậu bé trong phim The Shining. Trên thực tế, ngón tay này đã có thể thực hiện một tác vụ, yêu cầu nó nhấc một chiếc vòng và đặt nó lên một cái chốt. Kết hợp cả hai ngón tay lại với nhau, chúng có thể nâng một vật nhỏ. Phải thừa nhận rằng, kỹ thuật ngón tay Biohybrid dường như không phải là cách hiệu quả nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng theo nghiên cứu, những robot như thế này có thể phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng thực tế khác nhau trong tương lai. Đầu tiên, chúng ta có thể tạo ra các robot phức tạp hơn và sau đó nghiên cứu chúng để thu thập những hiểu biết mới về cách cơ thể con người hoạt động và cách chúng ta có thể điều trị một số căn bệnh liên quan đến xương khớp và cơ bắp. Thứ hai, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng những robot này trong ngành công nghiệp dược phẩm. Các nhà nghiên cứu có thể thử nghiệm các loại thuốc hoặc tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau trên cơ thể của robot sinh học. Điều này có thể loại bỏ sự cần thiết của thử nghiệm trên động vật. Nó mang tính nhân đạo giống như nhiều công nghệ khác đang được phát triển. Như vậy là thế giới đã chuẩn bị bắt đầu bước sang một kỷ nguyên mới của công nghệ. Con người ngày càng phát triển và khiến chúng ta rất nhiều bất ngờ. Câu hỏi thế giới 20 năm nữa sẽ ra sao nhỉ? Các bạn hãy để lại ý kiến bình luận của mình dưới video này nhé. Đừng quên like, subscribe kênh để ủng hộ chúng mình. Các bạn quan tâm tới các dòng sản phẩm laptop 201 của Surface thì hãy truy cập website surfacevietnam.vn để tham khảo. Tại đây truy cập các dòng sản phẩm laptop Surface chính hãng với mức giá, chất lượng và dịch vụ hòa mãi tốt nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.